Nhan Phúc Vinh, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1986. Xem nào. À, đó là vào thứ 6, ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Dần, tiết Hạ Chí, cung Cự Giải. Nam nhân sinh vào ngày này thì có tài, có sự nghiệp, có công danh, nhưng đừng tình duyên thì lại chắc chở. Darwin thì đã từng cho rằng đàn ông tiến hóa về cơ bắp mà đi tập gym thì cơ tim sẽ co bóp khỏe mạnh hơn khi mà đứng trước phụ nữ. Darwin nói à? Còn xa xưa hơn thì các nhà chiêm tinh học Ai Cập tin rằng người phụ nữ nào kết duyên được với chúng ta là phụ thuộc vào vị trí của mặt trăng, mặt trời và các vì tinh tú. Đến nay thì các nhà nhân tướng học lại khẳng định người có môi hình trái tim thì thường đa tình. Mũi cao nhưng mà cánh mũi dày thì lúc yêu lại hay bi lụy. Mắt nhỏ mà đuôi cụp thì cũng là tướng ướt át. Được cái là cầm trẻ kéo lại thì cũng dứt khoát được phần nào. Tóm lại, người như Nhan Phúc Vinh thì sẽ vận vào cái số là lắm mối tối nằm không. Tối thì nằm không nhưng mà cũng chẳng được lắm mối luôn. Anh đừng chối. Nếu anh vẫn chưa tin vào khả năng xem nhân tướng học của tôi thì chúng ta sẽ áp dụng khoa học, phân tích dữ liệu hành vi để có ngay bằng chứng. Năm Covid thứ hai, có chàng trai họ Nhan tên Phúc Vinh, nổi tiếng đào hoa. Tuyệt chiêu của chàng là văn vẻ, lời hay ý đẹp đã tuôn ra thì cô gái nào cũng nhào vào bẫy. Truyền thuyết kể là nếu cô gái nào được cầu hôn tại đây thì sẽ biến thành công chúa. Chán nhập vai chàng trai văn thơ lai láng, giờ chàng muốn thử làm cool boy lạnh lùng. Diễn hơi lố nên chàng bị đá. Kết thúc đi. Mình bắt đầu ở đây á, thì mình kết thúc luôn ở đây đi. Thế nhưng đây, đây mới đích thực là crush. Nhưng rồi thói bắt cá hai tay đã hại chàng. Lắm mối, nhưng giờ tối đành ngồi không. Một giai điệu quen thuộc của những người độc thân. Cắt, nhất định là phải cắt tiền duyên. Nếu không thì nam nhân tuổi dần của chúng ta rất dễ buông xuôi mà theo xu hướng là độc thân. Dĩ nhiên thì tôi hiểu độc thân không phải là ế mà chỉ là đang tìm người tử tế để yêu. Tuy nhiên thì hãy lưu ý đó là hậu Covid-19 thì cũng có thể khiến cho chuyện thành gia lập thất trở nên khó khăn hơn. Vì cho dù độc thân trong đại dịch là chuyện chẳng dễ chịu gì, nhưng một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California Los Angeles ở Mỹ thì lại dự đoán là sẽ có nhiều phụ nữ lựa chọn sống độc thân hơn, ngại hôn nhân và sinh con, bởi vì họ vốn đã là đối tượng chịu căng thẳng nhất đối với những xáo trộn của đại dịch rồi, từ chuyện chi tiêu, công việc đến học hành của con cái. Rồi thêm cả rắc rối trong chuyện hẹn hò nữa, không biết Vinh có gặp hay không. Ở nhà quá lâu chắc cũng khiến cho một số người quên mất kỹ năng tán tỉnh trực tiếp như thế nào. Muốn tiếp cận một cô gái thì vẫn phải là 2 mét, đeo khẩu trang và giơ thẻ xanh của mình. Thôi Vinh ạ, tôi nghĩ là anh cần sự trợ giúp vì anh không đẹp trai như tôi, và tôi thì lại có kinh nghiệm tuyển vợ rồi. Anh có đồng ý không? Ok, nếu mà anh đã dọn sẵn cho em thì em phải thử thôi. Thực ra trước khi đến đây tôi cũng đã xem tướng số và tuyển chọn cho anh được một vài ứng viên sáng giá, cũng đã phỏng vấn, hy vọng là sẽ giúp được Vinh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Ứng viên thứ nhất, nữ nhân sinh năm Quý Gà, Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Số phú quý là có đấy. Nhưng mà tướng này thì là xuất ngoại rồi. Thế sao lại còn ứng tuyển hả em? Em cũng chả thích anh Vinh này lắm đâu. Chẳng qua là bố mẹ em thì cứ thích push em với anh ấy. Em muốn đi du học cơ. Nhưng mà được cái là dù gì thì em cũng thích những cái hoạt activities, nghệ thuật. Nên là kiểu gì mà em chả hợp với một actor như anh Vinh đúng không? Nhưng mà nếu mà muốn lấy em ấy
thì tất nhiên anh Vinh vẫn phải kiếm ra tiền. Ứng viên thứ hai. Nếu như anh Vinh có đứng cạnh những người đàn ông đẹp trai khác hấp dẫn hơn, liệu em có bị sao động hay không? Ví dụ như anh MC Quốc Khánh chẳng hạn, dẻo miệng cười duyên. Hay là Việt Hoàng đi, nâu cá tính lại hay thích làm việc thiện. Cũng có thể là Tony Stark chẳng hạn, giàu có mà lại thích làm anh hùng. Em thấy thế nào? Không, nếu do dự một chút thì nói thật là em vẫn thích các cầu thủ hơn. Như anh Tiến Linh chẳng hạn, anh ấy vừa thắng cái giải gì đấy. Em thì cũng không biết rõ đâu, nhưng mà vẫn cứ bốt nhiệt tình. Anh Vinh thì được cái là anh cũng thích bóng đá, lại cũng chơi FIFA nên cũng tạm được. Nhưng mà nếu đẹp trai như anh Hoàng, anh Khánh lại giàu nên Stark thì em nghĩ là em cũng không chê, em dễ tính ấy mà. Ứng viên thứ ba. Ô, chào chị ạ. Không biết là chị có nhầm bàn hay không, chứ ở đây là bọn em đang tuyển người yêu cho thằng em. Năm nay có 35 tuổi thôi, thằng Vinh ấy mà. Ok em, hoa tan đừng ngỡ là hết xuân. Tình yêu làm gì có giới hạn tuổi tác. Chị vốn là fan của Vinh từ cái hồi đóng cái phim Ngụ Cư ấy. Ôi, manly lắm. Ngoài tấm chân tình thì chị chả có gì ngoài điều kiện. Vinh cứ tập trung vào sự nghiệp, cứ tập trung vào diễn xuất, mọi thứ cứ để chị đây lo. Phần công của em ý, chị yên tâm, chị không thiếu. À, thôi Vinh ạ, mọi chuyện bắt đầu thì cũng là duyên phận, và kết thúc thì cũng là do duyên phận. Phần còn lại thuộc về bạn mà thôi.